kênh Hoa Lan TV. Hôm nay có mặt tại Ngọc Lan Viên của anh Trần Tuấn, hiệp sĩ tầm lan Trần Tuấn này, ở 181 Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây, lại giới thiệu các bạn số điện thoại của anh Trần Tuấn này: 094 828 9555. Đấy, hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một cái mặt hoa khá là ấn tượng tại vườn của anh Trần Tuấn. Bình thường thôi. Không thì nhưng mà nói chung là điệp là đẹp rồi. Nhưng mà nó nhớ lại một cái thời gì đó kiểu như xa vắng một xíu thôi. Là như thế nào anh? Kỷ niệm xa vắng à? Không. Thì cứ là kỷ niệm cũng được. Nhưng mà cái gì nhỉ? Đây là một cây mà nói thật sao trưa hôm nay nhìn thấy nó đẹp thế. Nên là cũng muốn khoe các bạn thôi. Đẹp trong cái bình thường đấy nhá, chứ chúng ta đừng có đi khoe ba cái khác. Mắt mũi ổn, màu sắc là nhã nhặn, trắng thì cũng chẳng ra trắng, ám chẳng ra ám, nhưng mà nó tóm lại là một bông lan tớ nghĩ là chơi được, là khá, là trung bình khá. Cái giò này cũng được lâu rồi đấy các bạn, nói thật là xem nào. Mà bây giờ tôi còn không nhớ cái nào là đằng trước, cái nào là đằng sau của ngày xưa tôi ghép. Tôi mượn thì cái này mặt sau. Đây, cái này mặt trước. Và ngày xưa nó được treo ở chỗ này. Nhưng mà sau rất nhiều lần vườn đổ rồi. Cây này là giờ theo cái trào lưu đặt tên, tớ nghĩ là rất là vớ vẩn. Thì cái nguồn gốc kiểu như là cái năm canh trắng Hà Tĩnh để năm canh trắng họng blue hay là tất cả thứ là nó từ cái chỗ này ra, từ cái mảng này, hình như chỗ này. Thực ra lúc trồng á là cũng không biết được đâu, mà nói thật ngày xưa tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ chuyện trắng mấy cả ấy gì cả, không quan trọng. Trắng hầu hết là thi còn toàn đi cho, còn có bán thân, nhưng mà vợ bà ấy... Ôi thân này sao đâu, hoàn toàn không sao, khỏe mạnh mà. Thì tất nhiên khỏe mạnh, nhưng mà ý là có thể dễ tách mạnh, cái là chạm mạnh cái là nó tách luôn. Không thể, rất khỏe luôn. Không, nó tại vì nó là cái mầm gốc mà. Đúng không? Úi dồi ôi, còn lâu không được. Không, nguyên cái thân này. Sờ đây trong này. Trong tự nhiên nó có những cái kiểu như là. Nhưng mà cái này đúng là thân nó cũng sinh tồn, cũng đẹp mà, thân cũng không sáng sủa thôi. Sáng sủa rành. Cái bông này thì tớ nhìn tớ rất yêu ở cái mắt á. Mắt thì rất là đậm. Cũng phân gọi là cũng phân thùy đấy, đúng không? Phân thùy cũng khá rõ. Phân thùy cũng khá rõ luôn. Cái này nó nở lâu phết rồi. Cái này rất lâu rồi. Thế thì hai ông thụ phấn quả đi anh. Đây thụ quả đi, bởi vì cái mặt này mà sau này gieo hạt ra là có khi nó lại có cơ để nó chắc chắn cái này phải thụ. Cái này cũng muốn thứ lại. Mà đây ông đồ đại, ông viết 78 tôi chẳng hiểu 78 là cái gì. Giờ lại phải đi hỏi lại. Nó phải quánh số. Anh số xong anh lại số phải hiểu. Anh số xong lại phải có sổ để ghi cái số đấy ý nghĩa là gì. Nhưng mà kiểu đang học thì thầy giáo lại chết mất rồi, bây giờ nó khổ. Cái này cũng hay là gì? Lá vẫn còn nguyên. Tớ là vô đấy. Tình thôi. Đây là hôm qua phải giật bớt đi để nó khoe cái hoa ra đấy. Không nó đầy, nguyên lá là lá. Vào cuối vườn lại thấy em nó cũng đẹp. Mặt đẹp. Hy vọng là biết đâu. Nhưng mà chả có khi nhỉ? Thân già này mà không có kỳ nhỉ? Đấy. Đây, cái này khác. Cái này chắc chắn là hoa khác. Đây chúng ta quan sát này. Đây nhá. Ví dụ như thế này. Đây chúng ta nhìn nó trắng. Bây giờ kiểu như bán online xanh đây, xanh sạch đẹp này, đúng không? Nhưng mà không bao giờ chúng ta nhìn như này để chúng ta kiểu cam đoan rằng đấy là một cái mặt hoa nó sáng sủa được. Nó chỉ gọi là ở một mức độ nào đấy thôi. Không phải là chính xác được. Cứ nhìn xanh sạch này đâu. Giống như hôm nọ cái thân của cái thằng gì ở trên kia đấy. Mà thân nó tím luôn mà nó ra năm cánh trắng. Thế thì cũng không phải cứ xanh sạch là trắng. Tất nhiên là xanh, càng xanh sạch thì cái khả năng mà
gọi là cánh nó da trắng hoặc là ám thì nó càng cao hơn. Con lợn có béo thì lòng mới ngon. Ê, cháu gãy. Không sao cả. Không đấy, đấy rồi. Cái này thưa các cụ. Một em này gốc tích ở Nam Tây Nguyên đây. Những cái mặt hoa rất là xinh yêu, nhưng mà nếu để so với em kia thì không được, nó không lại. Và em là Lộc Bắc đây. Lộc Bắc à? Nó cứ ra hoa mà không thắt ngọn. Và ngọn nó vẫn cứ đi. Cái này chỉ xinh thôi chứ nếu để so tổng thể thì không thể bằng. Này, cái này nó có phải nó giống cái bông đông lãi mà chìa cho cụ xem, nhưng mà kiểu nó chụp nó lên màu thế không nhỉ? À không, bông kia của người ta hơn. Bông này mà nếu chụp ảnh mà do cái tâm người chụp ấy, cố tình như thế nào thì sẽ cũng khác đi. Thế là cái này gọi là ôi, ám à? Ám Hà Tĩnh à? Ám Hà Tĩnh. Hà Tĩnh mình ơi. Hà Tĩnh mình ơi. Nhưng mà đạt một buổi trưa rất là may nó có tin. Nhưng mà không biết là trong hình thì các bạn cảm nhận ra sao, nhưng mà với tớ bông này phải tầm gần 7 đẹp. Đẹp, không rất đẹp. Không có ki nhỉ? Bây giờ chỉ có đi siêu tầm ki. Siêu tầm ki để về làm giống rồi sau này. Là sau này trong quan niệm ki và mầm gốc của tớ thì là gì? Ki là kiểu như là một người con ngoài gia thú, mầm gốc mới là con trong gia thú. Mặc dù con nào là con thôi, nhưng mà mọi người hãy làm ơn tâm niệm cho tới như thế, và mọi người hãy trân trọng những cái mầm gốc hơn. Mặc dù mầm gốc thì tất nhiên chúng ta mua có thể đắt hơn. Đương nhiên rồi anh. Nó nếu mà đây nha, đây là cái ki nó mọc ở trên thân, cái này thì người ta gọi là ki đúng không ạ? Đúng rồi. Còn cái vẫn là đấy, nhưng cái này này thì nó là mầm gốc này, nó mọc từ đây ra, mầm gốc ra. Thì cái mầm gốc bao giờ cũng khỏe hơn, tốc độ cũng phát triển cũng nhanh hơn, cây khỏe hơn, nhìn thấy ngay. Nhưng có một cái chút liên quan đến quan niệm gọi là ki và mầm. Em ấy thì em thấy là em theo cái quan điểm, em thích theo cái quan điểm này. Tức là ok, cái này là ki. Bây giờ cắt cái này ra, hoặc là kể cả thân già này cắt ra nhân lên. Thì khi mà nó trồng nó lên này, sang năm nó sẽ mọc ra cái mầm từ cái này, là cây con của cái này. Thì nhiều người là gọi là ki năm 2, ki năm 3. Nhưng rồi. Mà có người gọi mà em thấy cũng em cũng thích cái kiểu gọi đấy hơn. Tức là nó là năm thứ 2 thì nó là mầm gốc rồi còn gì nữa. Nó mầm gốc của cái ki đấy rồi còn gì nữa. Đúng không ạ? Vì bản chất là nó mầm gốc của cây ki. Đúng rồi. Nếu nói là phải dài dòng ra là như thế thì đúng rồi. Tôi nghĩ là người ta gọi cái năm 2, năm 3 là ok. Nhưng mà hôm qua rất vô tình tôi nhìn một cái status của bạn nào đó, người ta chia sẻ là nếu tôi nghĩ là nếu người mà kiểu ít quan tâm đến lan đấy các thứ đọc là hơi khó hiểu. Người ta nói là cần mua ki xong rồi điền hai số là 52 và 53. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc bạn ấy muốn nói và nó đơn giản ngắn gọn hơn, tức ki năm 2, ki năm 3. Năm thứ 3 và Nhưng mà em nói nha, bởi vì cái gọi là ki năm 3 bây giờ nha, khi mà một cái ki như thế này, đây đúng nghĩa là mọc trên thân như này là ki rồi. Bây giờ cắt cái này ra, hoặc là thậm chí bẻ một cái là bóc luôn, trồng vào một cái chậu, hoặc là trồng vào một cái giá trẻ, đây ví dụ ghép lên đây, thì sang năm nó sẽ bám vào, nó ra một cái mầm như thế này từ cái gốc của cái ki này. Thì nó là mầm gốc rồi còn gì nữa. Nhưng mà thông thường ấy, thế và đến năm thứ 3, thứ 4 thì nó thành bụi ở đây rồi. Đấy, còn ki năm 3 gì nữa. Khi thành bụi thì kiểu như người ta thấy nó trưởng thành lên dần và người ta bỏ mất cái từ ki đi. Bây giờ đơn giản như lúc đấy thì là dân chợ, tạm gọi là những người kinh doanh chẳng hạn, thì người ta sẽ gọi là kiến nhá. Lúc đấy cây vẫn còn nhỏ thì người ta gọi là kiến. Không. Kiến là khác chứ. Không, đấy là kiến, những cây trong rừng nhỏ. À đúng rồi. Nhưng mà kiểu như có tốc độ phát triển chậm thì người ta gọi là kiến. Cây nó còi á, còi cọc gọi là kiến. Không. Chứ cũng không thể nào gọi là bao đấy bao nhiêu một thân được, cái đấy cũng khó. Kiến là nó học, nó mọc hạt là lên gieo lên trong tự nhiên, nọ kia các thứ thì đấy gọi là kiến.
Thì bây giờ tôi nói thật, bây giờ chúng ta tách cái này, tách cái này ra, không ai biết được rằng từ hạt hay ti được. Không, nhưng mà nhìn không biết được. Tin không? Bây giờ kiến không bao giờ nó lên được dài nhanh như này. Khổ. Nhưng cơ mà những cái này lùn á. Ờ thế lại chưa nhìn cái này lùn rồi, nó chỉ có một hơn một phân đấy thôi. Nhưng mà kiến vẫn khác, kiến không bao giờ dễ dài loằng ngoằng như này được. Nhưng mà bản đấy, tớ bảo là để kiến rồi cơ mà. Thì thế mới nói này, kiến ấy đây là thường ví dụ rồi đây, ví dụ bây giờ nhé, gieo cái hạt vào đây. Rắc cái hạt vào đây, nó mọc nó lên thì cái rễ của nó sẽ bám vào cái này, cái cách ra rễ của cái kiến và ki là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ mình phải trồng lại một chứ không thể bắt người ta ấy ngay được. Nhưng cái quan trọng nhất là tại sao ở đây nó dài? Dài là vì cái đã là cây ki bao giờ cũng ở phần dưới của tán của tán cây chủ là bao giờ cũng thiếu ánh sáng nên nó dài. Chứ còn cái hạt kia là nó mọc, nó bay đi đến một nơi trời lạ, nó mọc ở một điều kiện rất là nhiều ánh sáng nên cái cây nó khác. Đấy là cách mà kiểu muốn. Nhưng mà em thì em thấy rằng là ví dụ đây, bây giờ em cứ nói trở lại này, em bẻ cái ki này ra, em trồng vào một cái chậu thì cái này nó mọc thêm ra được khoảng độ 15-20 cm nữa, ví dụ như thế, nó thắt ngọn, nó có thể sang năm nó có thể ra hoa hoặc là ra ki, và sau đó đến mùa nó nảy ra một cái từ cái gốc này thì nó là mầm gốc kia, bây giờ biết làm sao, lúc đấy là ki năm 2 năm 3 biết rồi. Nhưng cơ mà thêm mục đích của ông là gì, ông định cãi nhau với tôi cái này à? Không, cái này bây giờ nếu bóc ra đây muốn làm thế nào cũng được ngay. Đấy, cái mình, quan trọng mình nhất trao là đổi như thế. Mình trao đổi là để mọi người nói về, bởi vì này mọi người cứ khẳng định là cái này là ki 2, 3 nhưng mà tôi nói đến cái năm thứ 3, thứ 4 rồi thì còn làm sao mà biết thế nào là ki 3. Cái đấy lại còn phụ thuộc vào cái người chăm sóc. Vâng. Nếu người chăm sóc một tồi như tôi ạ là dễ nhận biết đúng không? Nhưng mà người ta chăm sóc tốt thì năm thứ nhất là đã 30-40 phân. Đúng rồi, 30 phân. Thế và sau đó nó ra một cái, nó ra cái mầm từ cái mắt gốc của cái ki 30-40 phân đấy thì ai bảo được nó là ki nữa. Thì đấy là cái cách thỏa thuận của người mua và người bán để cho nó. Không thì mình ý mình đang trao đổi là ở chỗ là cái cách gọi như nào nghe có vẻ nó hợp lý hơn thế thôi, chứ còn gọi thế nào thì nó cũng là cái thân cây lan thôi. Nhưng mà đây này, ví dụ như cây này chẳng hạn đấy. Chẳng bẻ người ta được điều gì cả, đúng mà. Thì mình có nói, mình có bảo là nó sai đâu. Nhưng mà ví dụ em nói là cái cách gọi như thế, em thấy rằng là nếu mà gọi nó từ năm thứ 2, thứ 3 rồi đi, nó mọc từ cái gốc của cái ki này thì mình gọi là mầm gốc, thì nó đấy là em thích cái cách gọi đấy hơn thôi, chứ còn mọi người gọi ki 2, 3 thì cứ gọi thôi có sao đâu. Chứ bây giờ nó dài dòng mầm gốc ki 5 đã gọi là đã gọi là mầm gốc là nó là mầm gốc. Mầm gốc của cái gì ra chứ? Của cái gì thì nó của cái cây lan rồi. Không, của đằng trước nó là cây ki. Thế cái nào phải gọi theo. Thế thì cây này ví dụ 10 năm trước nó là ki sao? Cực rốt từ ngữ pháp. Nhưng mà ông gọi như thế là ông phải gọi theo cây con của cây ki. Ôi trời. Không cầu kỳ như thế. Rồi chém gió các bạn tí, chém gió với anh Trần Tuấn tí cho các bạn ấy tí để cho ấy thôi, chứ còn gọi thế nào cũng được. Vì bản chất là nó là cái để chúng ta chơi thôi. Đấy. Bên ma nó lại sắc như nào kia. Và đấy, công nhận cái mặt này cũng là sáng sủa đẹp ấy, này còn nắng, đang có nắng nữa, rất là đẹp. Thân cái thân này chắc giống này, thân này chắc giống này là nó đây không biết rồi. Không, cái này của cái dưới à. Đúng rồi. Đúng thế, đúng rồi. Nhưng mà nào có năm nay kết quả